sao Thái Lan nói cứng, khẳng định sẽ khiến U22 Việt Nam ôm hận. Tiền đạo Tirasspor Efim Ai tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B, SEA Games 32. U22 Việt Nam cùng Thái Lan đã sớm giành vé vào bán kết trước một vòng đấu với thành tích đều là 3 trận toàn thắng. Lượt đấu cuối với sự đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng này vào ngày 11 tháng 5 sẽ tìm ra xem đâu là đại diện đi tiếp với ngôi nhất bảng B. Sau chiến thắng nhàn nhã 4-1 trước Lào, tiền đạo chủ lực của U22 Thái Lan là Tirasspor Efim Ai đã bắt đầu hướng mục tiêu tới U22 Việt Nam ở lượt trận cuối. Tôi cảm thấy vui khi đã có bàn thắng và đội cũng giành chiến thắng. Mục tiêu của tôi là trở thành vua phá lưới nhưng quan trọng là chiến thắng của toàn đội. Giờ là lúc hướng tới trận đấu gặp U22 Việt Nam và chúng tôi không muốn một tỷ số hòa. U22 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn để giành được ngôi nhất bảng B. Dù cùng có được 9 điểm sau 3 trận thắng giống U22 Việt Nam nhưng voi chiến xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng. Vì thế chỉ cần một trận hòa ở lượt trận cuối là U22 Thái Lan vẫn sẽ chắc chắn có được vị trí nhất bảng B và chỉ phải gặp đội nhì bảng A ở bán kết. Dù cũng tuyên bố muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu nhưng huấn luyện viên Isara Sritaro cũng đang suy nghĩ về việc không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận gặp U22 Việt Nam. Thuyền trưởng của U22 Thái Lan muốn tạo điều kiện cho một số cầu thủ trụ cột ở SEA Games 32 có thời gian nghỉ ngơi. Ở chiến thắng vừa qua trước Lào, U22 Thái Lan cũng đã có được sự phục vụ của hai cầu thủ hội quân muộn là Setasit Suvarnaseat và Jonathan Khemdi. Cả hai đều được tung vào sân từ ghế dự bị và bộ đôi ngôi sao này sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng trong đội hình trước trận gặp U22 Việt Nam. Đội đứng thứ hai bảng B nhiều khả năng sẽ phải gặp U22 Indonesia ở bán kết. Garuda đang thể hiện phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng cùng màn trình diễn ấn tượng. Trong khi đó, nếu không có bất ngờ, đội nhất bảng B sẽ chỉ phải gặp U22 Myanmar ở trận bán kết còn lại. Báo Đông Nam Á nói về sức mạnh của U22 Việt Nam sau chiến thắng Malaysia. Chứng kiến U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Malaysia, nhiều tờ báo Đông Nam Á đánh giá cao sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Philippe Chusier. U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ tư bảng BSEAGAMES 32. Chiến thắng này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusier giành vé đi tiếp với 9 điểm sau 3 trận. Nói về sức mạnh của U22 Việt Nam, tờ Siam Sport Thái Lan thừa nhận U22 Việt Nam đã xuất sắc hạ gục U22 Malaysia. Với chiến thắng này, những chiến binh sao vàng đã có 9 điểm và sẵn sàng quật ngã U22 Thái Lan trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng ở lượt trận cuối cùng. Một tờ báo khác là SMM Sport cho rằng U22 Việt Nam đã bản lĩnh hơn so với U22 Malaysia khi giành chiến thắng trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp. Họ cho rằng Rồng Vàng là đối thủ xứng tầm của U22 Thái Lan ở trận tranh ngôi đầu bảng B ở lượt đấu cuối. Tờ Matichon Thái Lan bình luận, hai chiếc thẻ đỏ chỉ trong vòng 3 phút đã nhấn chìm nỗ lực của U22 Malaysia trước U22 Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chusier đã giành quyền vào vòng bán kết với U22 Thái Lan. Hai đội có cùng 9 điểm nhưng U22 Việt Nam xếp dưới do thua kém hiệu số bàn thắng bại. Tờ Kompas Indonesia khẳng định U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đứng vững trước sự vùng lên mạnh mẽ của U22 Malaysia. Họ đánh giá U22 Việt Nam và U22 Thái Lan xứng đáng giành tấm vé đi tiếp ở bảng B và họ sẽ là thách thức lớn với U22 Indonesia ở vòng bán kết. Tờ Bolasport Indonesia đánh giá U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là những đội bóng mạnh nhất ở bảng B. Ngôi đầu bảng sẽ chỉ được quyết định khi họ đối đầu với nhau trong lượt đấu cuối. U22 Thái Lan chỉ cần hòa U22 Việt Nam là giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, tờ Sportstar Indonesia đặc biệt đánh giá cao tiền đạo Văn Tùng. Họ ca ngợi U22 Việt Nam đã ghi 7 bàn thắng sau 3 trận đấu ở SEA Games 32. Hơn một nửa trong số đó thuộc về tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Chân sút của U22 Việt Nam đang cùng Fajar Fathurrahman của U22 Indonesia dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng. Ở lượt đấu cuối bảng B, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Trước đó, vào lúc 16 giờ, U22 Malaysia chạm trán với U22 Singapore. Tiết lộ bất ngờ về trọng tài rút hai thẻ đỏ với cầu thủ U22 Malaysia. Trọng tài người Nhật Bản Jima Ida đưa ra những quyết định rất nghiêm khắc với hành vi xấu của cầu thủ U22 Malaysia trong trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam. Trọng tài Jima Ida được chứng nhận là cấp FIFA từ năm 2011. Có nhiều kinh nghiệm bắt chính ở các trận đấu quan trọng của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC. Ông được người hâm mộ biết đến là trọng tài rút thẻ đỏ nhanh nhất thế giới. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2009,
trọng tài GMA Ida rút thẻ đỏ với tiền vệ Tomo Sugawa, Tokyo Verdy, chỉ ở giây thứ 9 của trận đấu Tokyo Verdy và Sagan Tổ Sư tại G-League 2. Ở trận đấu tại bảng B bóng đá Nam SEA Games 32 tối ngày 8 tháng 5, U22 Malaysia bị thổi phạt đền ở phút thứ 5 do lỗi để bóng chạm tay của Adam Apka. Tình huống này ít nhiều gây tranh cãi khi bóng đập đùi trước khi bật lên cánh tay vung ra của Apka. Trên chấm 11m, Nguyễn Văn Tùng không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Phút 79, cầu thủ Mohamed Safwan của U22 Malaysia nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với Thanh Nhàn trong thế đội nhà bị dẫn 2-1. Đây là một tình huống trọng tài chính GMA Ida có quyết định rất dứt khoát, bất chấp việc bị rất đông cầu thủ Malaysia quay. Chưa dừng lại ở đó, phút 83, Nai Muzin cũng phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Thanh Nhàn. Đây tiếp tục là một quyết định chính xác của vị trọng tài người Nhật Bản. U22 Malaysia phải thi đấu thiếu người và chịu thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam. Kết quả này khiến hổ Malaya chính thức bị loại dù còn một trận đấu chưa đá. Đáng chú ý, vị vua áo đen người Nhật Bản có rất nhiều trận bắt chính có sự góp mặt của các đội bóng Việt Nam và thường đem lại may mắn. Ông từng bắt chính trận đội tuyển Việt Nam thắng chủ nhà Thái Lan với tỷ số tối thiểu tại King Cup hồi tháng 6 năm 2019. Còn tại đấu trường V-League, trọng tài Ida đã điều khiển trận giữa câu lạc bộ Hà Nội và Thanh Hóa, cuộc đối đầu có tính chất quyết định ngôi vô địch V-League 2017. Sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia, huấn luyện viên Elaverasan của U22 Malaysia phàn nàn: "Tôi không thể biết ông ấy nghĩ gì, cũng như thời tiết vậy, không thể lường trước được trời mưa như thế này. Bóng đá là vòng tròn, mọi thứ đều có thể xảy ra, chúng tôi phải chấp nhận." Trong khi đó, về hai tấm thẻ đỏ của cầu thủ Malaysia, huấn luyện viên Philip Chusie cho biết: "Tôi không muốn đưa ra các bình luận về trọng tài. U22 Malaysia có áp lực lớn phải tranh chấp, đoạt bóng tìm bàn thắng nên họ phạm lỗi là điều dễ hiểu. Thực ra kể cả bàn thua của chúng tôi, có lẽ cầu thủ U22 Malaysia có thể cũng đã phạm lỗi với Văn Chuẩn. Có thể nói chúng ta được hưởng lợi từ thẻ đỏ." Lúc đó U22 Malaysia đang pressing, dồn toàn lực tấn công trong thế không còn gì để mất. Được thi đấu hơn người là lợi thế giúp chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.